Hello anh em, sau bao nhiêu ngày chờ đợi thì pin rồng siêu cao của 11 Pro Max chính thức đã về hàng và có mặt trên tất cả các gian hàng chính hãng của Vsem. Dung lượng dòng rồng siêu cao của 11 Pro Max là 4.500 mAh, cao hơn 531 mAh so với dòng pin chuẩn gốc và có thể kéo dài thời gian sử dụng lên tới 2 tiếng tùy tác vụ sử dụng cho anh em. Và trên bao bì của sản phẩm vẫn có đầy đủ các loại tem như tem bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm 2 triệu đô, tem hợp chuẩn hợp quy theo quy chuẩn của quốc gia về pin lithium. Và ở đằng sau chúng ta vẫn có những thông tin về pin cũng như là tem xuất xứ được in bằng tiếng Việt. Bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu bên trong viên pin nhé. Bên trong chúng ta có một chiếc ron kháng nước, chất lượng tương đương với chiếc ron zin. Đó. Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một miếng đệm bảo vệ pin trong quá trình lưu kho và vận chuyển. Bên cạnh đó, miếng đệm này còn có tác dụng định hình pin giúp quá trình lắp đặt dễ dàng hơn. Đằng sau viên pin sẽ là miếng keo đã được dán sẵn để cố định viên pin và thân máy. Các anh em đang muốn độ pin 11 Pro Max đầu hết rồi, hãy bơi vào đây với nhà pin xe nào. Năm ngoái còn ngon, năm nay đã vội héo mòn vì pin. Không sao, chỉ mấy trăm nghìn, Vsem đảm bảo như zin xịn sò. Đã thay pin phải tìm Vsem, thay pin iPhone càng phải tìm Vsem. Hôm qua điện thoại đói pin, hôm nay lập tức đi tìm chỗ thay. Thấy Vsem phải vào ngay, pin trâu nên chạy cả ngày chả hao. Đã thay pin phải tìm Vsem, thay pin iPhone càng phải tìm Vsem.